Thưa quý vị, mới đây, hàng chục giáo viên đang công tác tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tá hỏa khi bị truy thu tiền hỗ trợ biệt phái, công tác cách xa nhà hàng trăm cây số. Để đảm bảo tính cân đối về mặt số lượng giáo viên giữa các huyện, nhiều năm qua Hà Tĩnh đã điều động hàng trăm giáo viên từ các huyện có giáo viên dôi dư đến công tác biệt phái tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Ngoài chế độ tiền lương theo quy định, các giáo viên tham gia công tác biệt phái được hỗ trợ số tiền mỗi tháng bằng một lần lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng. Tuy nhiên gần đây, trước khi bàn giao công việc để nghỉ hè, toàn bộ giáo viên đi công tác biệt phái đều nhận được thông báo truy thu do quá thời gian áp dụng hỗ trợ. Nhiều giáo viên bức xúc trước sự tắc trách của phòng chuyên môn không nắm được quy định, đẩy nhiều trường hợp vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười, phải vay mượn khắp nơi để hoàn trả. Có trường hợp giáo viên đã mất cũng bị truy thu. Tủ điện ở tầng 7 chung cư CT6 ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội bốc cháy, khói tỏa lên nhiều tầng, khiến cả trăm cư dân phải sơ tán trong đêm. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 3 phút sáng nay. Sự việc được phát hiện khi người dân ngửi thấy mùi khét, phát hiện khói phát ra từ buồng kỹ thuật ở tầng 7 của tòa nhà, rồi nhanh chóng lan lên khắp các tầng. Nhiều người đang ngủ say không nghe thấy chuông báo cháy, được lực lượng bảo vệ đến gọi từng nhà để sơ tán. Sau ít phút triển khai nhiệm vụ, lực lượng chức năng dập tắt được đám cháy. Tuy nhiên, khói độc tiếp tục lan rộng ra các tầng, buộc lính cứu hỏa phải phá cửa hành lang để thoát khói. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hôm qua, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Đường dây này do một phụ nữ ở Hà Nội điều hành. Để phá thành công chuyên án, Công an thị xã Thái Hòa đã huy động 70 cán bộ chiến sĩ, phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai 9 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng. Trong nhóm này, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ngọc sinh năm 1991, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, là đại lý cấp 1, thu gom bảng lô đề tại địa phương và các địa bàn lân cận để chuyển cho Võ Thị Hiếu sinh năm 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Các đối tượng hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại và các ứng dụng nhắn tin như Facebook, Zalo, Telegram để hoạt động phạm tội. Chỉ tính từ tháng 4 năm 2022 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 15 tỷ đồng. Công an huyện Quỳ Hợp vừa làm rõ vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp giai đoạn 2013-2020, bắt giữ một công chức Liên đoàn Lao động huyện, nguyên là kế toán Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Xuân. Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2015, lợi dụng việc triển khai chương trình phát triển kinh tế xã hội của các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu vùng xa của chính phủ tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, đối tượng Đinh Hồng Anh với vai trò là kế toán đã tiến hành thu tiền của người dân ở xóm Mó và xóm Đồ Tân với lý do xây dựng nhà văn hóa xóm. Tuy nhiên, hai công trình này đều là dự án được thanh toán từ nguồn vốn 135 của chính phủ. Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Tân cũng không có chủ trương thu tiền của người dân. Toàn bộ số tiền 235 triệu đồng thu được, Đinh Hồng Anh đã không nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng để tiêu xài cá nhân. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân do sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Để kiểm soát, ngăn ngừa tình trạng này, Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã ra quân tập trung xử lý đối với trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Theo đó, kế hoạch tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh sẽ triển khai trên tất cả các tuyến đường vào tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt vào các khung giờ buổi tối. Ngoài hai chốt kiểm soát chính, một tổ lưu động sẽ tuần tra khắp các tuyến đường để kịp thời phát hiện lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Với mục tiêu hình thành thói quen cho người dân đã uống rượu bia không lái xe, lực lượng chức năng xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quên không kéo phanh tay là lỗi mà rất nhiều tài xế mắc phải khi tắt máy, dừng đỗ xe ô tô. Mới đây, đoạn clip ghi lại tình huống ô tô tải trôi tự do mang theo 5 thanh niên bất lực gào thét được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đoạn clip do camera an ninh tại một nhà dân ven đường ghi lại được tình huống xảy ra vào 8 giờ sáng ngày 4 tháng 6. Chiếc xe tải đang dừng ở bãi đường rộng, một người đàn ông đứng trên thùng xe thì xe bỗng nhiên trôi ngược xuống dốc. Sau tiếng kêu cứu, một người đàn ông từ trong nhà chạy ra đuổi theo xe, kịp thời hãm phanh. Nhiều người không khỏi bất bình trước sự tắc trách của lái xe. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận ca hiến tạng đầu tiên sau khi chết tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, góp phần thay đổi quan điểm về hiến tạng sau khi chết để cứu sống những bệnh nhân suy tạng.
Người hiến thận là nam bệnh nhân 33 tuổi, ngụ tại thành phố Huế, mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở máy. Tiên lượng tử vong. Ngày 3 tháng 6, phòng điều phối ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng của bệnh nhân này từ gia đình. Đến ngày 5 tháng 6, bệnh viện đã tiến hành ghép thận thành công cho hai bệnh nhân khác. Trong giây phút tiễn đưa, ai cũng nghẹn ngào xúc động và cảm kích tấm lòng của gia đình người hiến thận khi đã vượt qua được rào cản định kiến, mang đến hy vọng cho nhiều bệnh nhân suy tạng. Cùng với những tín hiệu lạc quan của ngành du lịch Việt Nam, hoạt động du lịch của tỉnh Nghệ An cũng đã có bước chuyển biến tích cực. Nếu như bạn đang tìm điểm du lịch nghỉ dưỡng cho mùa hè này, đừng bỏ qua vẻ đẹp thiên nhiên nơi miền Tây xứ Nghệ. Vẻ đẹp kỳ vĩ của Thác Kèm nơi miền Tây xứ Nghệ được ví như một dải lụa trắng khổng lồ đã để lại bao ấn tượng hút hồn những người đã từng tới nơi này. Thác Kèm nằm trong địa phận của vườn quốc gia Pù Mát thuộc xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Đặt chân tới đây, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sinh của dòng thác. Từ độ cao 500m, dòng nước đổ xuống bung ra như một dải lụa trắng mềm mại. Phía dưới là hồ nước rộng với độ sâu vừa phải, đủ sức chứa cho hàng trăm người tắm. Tới Thác Kèm, du khách còn có cơ hội thưởng thức những ẩm thực đặc sắc của núi rừng, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào nơi đây. Những hình ảnh kỳ vĩ của Thác Kèm đã kết thúc bản tin số 18 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!